ví dụ kiếm kiếm nghiệm là Ankalip thì chúng ta phải ôn lại Ankalip đã đi gì vân vân, đúng không? Bây giờ chúng ta ôn đây rồi chúng ta đi vào phần một. Bài một là xác định độ ẩm và các chất chiết lược trong dữ liệu. Ở đây mục tiêu nó chúng ta xác định được độ ẩm của dữ liệu là phương pháp xoáy và phương pháp chân đất với dung môi. Thứ hai là chúng ta xác định được hàm lượng chất chiết lược trong dữ liệu. Nói chung á, tất cả dữ liệu mà trong điều kiện bảo quản bình thường, dược liệu chúng ta khi chúng ta phơi nó đạt một độ ẩm nhất định rồi chúng ta cũng không phơi được nữa. Chúng ta không phải phơi cái cầu kỳ đến khi nó khô cứng như là một gì đó được, đúng không? Mà chúng ta phơi đến một độ ẩm nhất định rồi chúng ta dừng lại. Ở độ ẩm như vậy thì quả cầu kỳ chúng ta sẽ bảo quản được lâu, không bị hư. Ta gọi đó là độ ẩm an toàn. Chứ không phải dược liệu chúng ta xuất ra thị trường cũng như dược liệu đó hoàn toàn độ ẩm thành công. Thường chúng ta đã biết rồi, trong dược liệu thì những loại mà hạt đó, quả hạt thường có cái hàm lượng độ ẩm rất là thấp. Vì hạt mà độ ẩm trên 7-8% trở lên đó, bắt đầu nó chuẩn bị nó mới thấy mỏng. Đó, có thể thấy mỏng được. Cho nên những cái loại hạt như là ví dụ như là ý dĩ nè, rồi mạch nha v.v. điều có độ ẩm khoảng 8-10% thôi. Còn những dược liệu nào chứa nhiều đường, nhiều chất đường, chất nhầy thì độ ẩm được chăm sóc rất là cao, có thể thậm chí là 13-15% thôi. Tiêu thụ địa nè, tiêu thiên môn mạch môn nè, vân vân, độ ẩm thường khá cao. Cho nên không phải dược liệu nào ta bẻ cái gãy cắt gì cái củi đâu, mà bao giờ nó mềm mại. Các bạn ra thị trường các bạn mua ngưu tóc rồi các bạn bẻ mềm dẻo. Bản thân nó mềm thì nó có cái chất lượng, các bạn nhớ. Các bạn phơi dược liệu khô cứng gì ra như củi rồi là coi nó mất chất lượng. Dược liệu nó không còn mùi mẻ, không còn thơm thôi. Đó. Chính vậy cho nên là nó có cái độ ẩm nhất định, phải không? Vì vậy khi chúng ta mua bán, chúng ta phải quan tâm này. Tại vì nếu như độ ẩm nó cao một chút là chúng ta mua, nghe ta mua nước và như thế. Đúng không? Ta mua thêm nước như thế. Bây giờ ta mua một tạ bán xong mà cái hàm lượng ẩm nó cao chỉ còn 2%, nghĩa là ta mua thêm 2 kg nước, ta mang không 2 kg nước về, đúng không? Vì vậy người ta phải buộc làm xét định độ ẩm, nhất là những cái dược liệu mà có cái giá trị cao mà độ ẩm nó cao một ít, có nghĩa chúng ta mua thì rất nhiều. Thì trong hạ táo chúng ta mua độ ẩm tăng lên mấy phần trăm, mất mấy ký trong hạ táo thì nó mua được. Mà như vậy ngoài cái vấn đề chúng ta mua đất rồi, cái vấn đề thứ hai là bảo quản sẽ không được tốt, để là giảm mất. Nên cái xác định độ ẩm rất quan trọng. Cái độ ẩm mà chúng ta người ta cho phép là có thể bảo quản dữ liệu lâu dài, nó gọi chung nó là độ ẩm an toàn hay thủy phần an toàn. Các bạn nhớ những từ này. Muốn bảo quản dữ liệu được tốt, tránh dịch bệnh lên meo móc con hoặc rất là nhiều dữ liệu biết rồi đấy, là độ ẩm không quá cái độ ẩm chất lạc, người ta gọi chung nó là độ ẩm an toàn. Có đa số các loại dược liệu nói chung thì độ ẩm này nằm trong khoảng từ 10-13%, trong khoảng 10-13% tính xác định. Vì vậy cái công tác mà định lượng độ ẩm này rất là quan trọng. Định lượng độ ẩm trong dược liệu xác định tỷ lệ phần trăm nước có trong dược liệu đó để mình kiểm tra xem cái dược liệu này đạt yêu cầu của dược liệu không, có nằm trong cái vùng độ ẩm cho phép không. Thấp quá cũng được và cao quá cũng được. Chính vì vậy cho nên người ta mới giới hạn cái độ ẩm trong không khí mà chúng ta bảo quản dược liệu tốt nhất là từ 60-75% độ ẩm không khí chúng ta. Trong cái kho bảo quản dược liệu chúng ta thì độ ẩm phải nằm trong khoảng từ 60-75% là được rồi, kể cả thuốc tây và dược liệu các bạn. Nếu như độ ẩm cao quá thì sao? Nếu không khí mà độ ẩm cao quá thì dịch viên sao? Đó, nó trên 75% nó chứa lùn xương. Nhưng lùn xương nó phải quá 100% nó lùn xương rồi chứ. Không?
Ở dưới đó làm sao đổ xương được? Nó sẽ hút ẩm, nó làm tăng độ ẩm trong dược liệu lên, là nó móc cái xương đó đúng không? Còn nếu mà nó thấp quá thì sao? Đúng rồi, nó làm mất khẩu cấp dược liệu chứ. Bây giờ cái cuốn sông, có khi nào bạn nào thấy cuốn sông mà nó cứng như đá không? Đúng không? Cuốn sông nó không to, mềm mại thế chứ không? Mình để là da cứng đơ, nó cứng cây gỗ lại thì còn giá trị gì nữa. Còn về chúng ta ví dụ như nhung hưu nhung nai mà nó khô cứng dần dần là nó mất cái phẩm chất hư. Rồi nếu các bạn bảo quản viên nang rồi nó khi nó không khí nó khô quá thì nó nứt cái vỏ nang rồi ra, thậm chí thuốc bao như aspirin BH8 thì nó cũng sẽ nứt ra. Chính vậy cho nên không phải cứ càng khô càng tốt các bạn. Còn nếu độ ẩm cao quá đương nhiên nó hút ẩm thì nó sẽ sinh rất nhiều chuyện đúng không, vi khuẩn vi trùng phát triển, nấm mốc con mèo phát triển rất mạnh đúng không, cho nên cái độ ẩm người ta cũng có quy định. Ngoài ra xác định rõ cần thiết trong việc tính kết quả định lượng hay hiệu suất của hoạt chất trong dược liệu. Độ ẩm cao quá chúng ta định lượng thì nó không còn chính xác nữa đúng không? Thí dụ ta nói là trong mã tiền phải có ít nhất là 5% citrinin, nhưng 5% trên cái dược liệu có độ ẩm khoảng 8-9% thôi. Còn nếu độ ẩm quá cao chúng ta cũng định lượng cũng ra 5% có nghĩa không đạt đúng không? Cho nên là người ta quy định rất chặt chẽ. Chúng ta đi vào cái môn kiểm nghiệm có nghĩa là những cái môn chi tiết chi ly các bạn. Thì nói chung người ta có hai phương pháp phổ biến để mà kiểm tra cái độ ẩm này. Kiểm nghiệm độ ẩm này. Phương pháp nhất là phương pháp sấy. Đây là phương pháp đơn giản nhất, tức là chúng ta loại nước khỏi dược liệu và làm cho nước bay hơi, đúng không? Ta gọi sấy. Ở những điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định. Nhưng mà thông thường á, với dược liệu thông thường nói chung á, thường ta tách nước ra khỏi dược liệu bằng cách sấy ở 105 độ trong thời gian khoảng 2 giờ. Ở đây áp suất được rồi. Alo. Thông thường thì chúng ta tách nước ra khỏi dược liệu bằng cách sấy bình thường. Thế với áp suất bình thường có nghĩa là với áp suất bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu? Với áp suất bình thường có nghĩa là áp suất không khí đó. Hả? Áp suất không khí. Tức là áp suất là bằng bao nhiêu? Mở áp phê hả? Hay là 760.000 m³/s. Có nghĩa là ta thấy bình thường, thấy bình thường. Chỉ còn là đưa vào nhiệt độ khoảng 105 độ để trong 2 tiếng. Rồi chúng ta sẽ cân lại. Chúng ta làm nhiều lần như thế để lấy trung bình. Bây giờ là ta cân 10 gram dược liệu đúng không? Ta sấy ở nhiệt độ 105 độ áp suất bình thường trong 2 tiếng, ta cân lại thì nó sụt bao nhiêu. Ta làm khoảng 5 lần, 5 mẻ như thế và chúng ta lấy trung bình để ta tính ra. Thì nguyên tắc là nếu như chúng ta lấy A gram dược liệu sau khi ta sấy rồi còn thành B gram thì chúng ta lấy A trừ B. Có gì nữa các bạn? A trừ B là sao? Nhân 100 rồi bằng 100 đó đúng không? Thì tỷ lệ nước sẽ nằm trong khoảng đây. Ví dụ bây giờ chúng ta
có 12 gram nhưng mình thấy lại còn có 11,3 gram thôi. Thì chúng ta có gì? Trừ ra còn 0,7. Thì nó 70%. Có thể là thành ra là 11,03 gram. Ta xem thử cái hàm lượng chúng ta tính được đây nó nằm trong cái quán của dự kiến cho phép. Có một dự kiến cho phép một cái quán ví dụ như công nghệ thấy kỹ là dự kiến trên cái quán cho phép dự kiến còn đa số cái dự liệu nó nằm trong quán của dự kiến còn cái cao quá là từ là quán rất đơn giản. Hoặc là những dự liệu nào mà dễ biến thấp có thể người ta thấy là dự liệu thấp hơn nhưng mà dưới áp suất giảm. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái dụng cụ khác hẳn à. Cái dụng cụ này xoáy nhưng mà nó lại xoáy kín là hoàn toàn nhiệt độ lại tăng lên ở đây tiếp tục hút cho không ra tức là hút không khí ra à. Cho nên áp suất ở trong này luôn luôn dưới một ấm xe bao giờ dưới một ấm xe à. Khi mà dưới một ấm xe thì cái nước này nó sôi ở nhiệt độ thấp hơn là 100 độ C. Chính vì vậy nên chúng ta chỉ cần xoáy ở nhiệt độ 60 độ C thôi thì nó còn khô rất nhanh và mất nước rất nhanh. Ta gọi là xoáy dưới áp suất giảm. Đúng không? Xoáy dưới áp suất giảm như vậy nó được cái lợi là gì? Đương nhiên xoáy áp suất giảm thì dụng cụ nó đắt tiền hơn. À, quá trình xoáy nó chậm hơn. Nhưng được cái lợi là gì? Ông ta lấy cái mẹ này là đi làm ta không cần phải quan tâm nó gì nữa. Cái người ta đưa cho mình những gì thì mình thấy rồi nó thành nội dung kẹt quan trọng cái tứ rồi cái họ là thì nó không biết đó cái họ có đó nữa thì nó càng cho cái thằng chúng mà càng thấy ra cái khung nó mình bán biết được cho đương nhiên mình nốt càng cao thì nhiệt độ càng cao thì cái họ có cho nó sẽ bị thay đổi biến đổi rất nhiều cho nên là tới một số cái dược liệu mà cái chứa tinh dầu hoặc là một vài cái hoạt chất dễ bay hơi hoặc những hoạt chất dễ phân hủy thì thường ta phải thấy ở nhiệt độ thấp à, đó là cách làm cái thông thường nhất gọi là phương pháp xoáy nhưng cách này cũng có những cái ưu điểm và những nhược điểm nhất định ta có thể tiến hành ở trong cái tủ xoáy bình thường và thiết bị đặc biệt gọi là con xác định độ ấm á cái này áp dụng ở đa số dược liệu. Nó được cái là nó đơn giản. Phương pháp này là phương pháp đơn giản. Không có khó thực hiện, rất dễ thực hiện, đúng không? Và áp dụng được có rất nhiều loại dược liệu khác nhau. Nhưng một số dược liệu thì không nên dùng phương pháp này. Ví dụ các dược liệu chứa nhiều tinh dầu thì ngồi hơi nước rồi tinh dầu nó bay đi là cái độ ấm sẽ thay đổi, đúng không? Cái lượng chất mất đi không phải chỉ là hơi nước không. Mà cái lượng chất mất đi nó còn cả tinh dầu nữa. Như vậy chúng ta dẫn đến tính độ ẩm không chắc rồi. Đó, không chắc, không bảo. Cho nên những cái dược liệu chứa tinh dầu thường là không dùng pháp này. Với các dược liệu quý, dược liệu có hoạt chất dễ bị phân hủy hay dễ chảy dính trong nhiệt độ cao. Thí dụ như những cái dược liệu mà như agao rồi các bạn thấy lên là nó chảy nhão ra, chứ nó lại không bay hơi kiểu đây. Đó. Rất là bất tiện, không thể dùng cái phương pháp này được. Hoặc là nhiều đường bọt thì cũng vậy, nó chảy dính thì người ta thấy là nhiệt độ thấp hơn trong áp suất giảm. Hoặc là dùng chất hút ẩm. Hoặc đôi khi chúng ta dùng cả hai phương pháp. Có nghĩa trong phương pháp này ngoài hút ẩm ra rồi à, ta đưa nhiệt độ lên, người ta hút ẩm đồng thời để thêm chất hút ẩm để nó hút ẩm thì quá trình sẽ nhanh và ít ảnh hưởng đến hoạt chất. Chất hút ẩm phổ thông mà chúng ta học ở phần bảo quản dược liệu ở cái môn nông dược một đó là chất hút ẩm gì mà chất hút ẩm hiện nay phổ biến nhất là chất hút ẩm gì tại này chất hút ẩm là phổ biến nhất hiện giờ từ bộ trưởng
đi ăn đêm đúng không? Nhưng bây giờ nếu trong cái phạm vi mà cơ sở chúng ta có một vài rất quý của sở, sở ẩm quá là chúng ta có thể hút ẩm bằng cái gì? Dân gian ta thì dùng cái gì được không? Ví dụ bây giờ bạn đang mở bằng chứng chỉ học cổ truyền, bạn có một thuốc quý ít thôi, bây giờ sợ nó ẩm nhanh thì chúng ta nên thuốc ẩm bằng cái gì? Bây giờ chúng ta trong tay chúng ta không có suy nghĩ cajen rồi gì hết trơn hả? Nghe nó phức tạp, ông bà ta không biết cajen hay giết khỉ gì cả, nhưng mà ông bà ta vẫn giữ được rất nhiều chất vôi bột hay gạo rang đúng không? Đúng không? Không, than nó là không phải là nó hút ẩm mà nó là nó hấp thụ các chất hơi, hấp thụ các hơi độc đồ vân vân. Ví dụ bây giờ cái chiến tranh hóa học là người ta hay làm mặt nạ bằng than hoạt đó để chất hóa học bị hấp thụ nó giữ đó, mình hít nó không vào phổi mình được là thế vậy, thì nó không có tác dụng hút ẩm. Nhưng vôi là vì cái cơ chế nó là khi gặp nước là nó chuyển thành canxi hydroxide, nó là CaO thành hút ẩm rất mạnh. Chỉ cần có một chút nước là nó cầm lên nước ngay, đúng không? Nhưng mà nó bằng CaO quá, hai lần ta gọi đó. Đúng không? Nếu anh là dạng bé không nóng là khi nó cũng nóng luôn đó. Nhưng cái cà phá nước này nó bỏ nhiệt, cho nên nó khi nó hấp thụ nước nó bỏ nhiệt. Đây khi chúng ta là coi vôi, ta bỏ vôi bột xuống như cái nước nó hút rất mạnh, đúng không? Và nó nóng rực thôi xung tục đó. Đã chuyển thành các xí lọc xí. Tức là vôi chúng ta gọi là vôi tôm. Thế thì hiện giờ có nhiều cái phương pháp hiện đại mà. Thế thì chúng ta xếp mình đi học ngoại. Tính nó học tặng theo giống như thèn cái bếp học ngoại. À, tạo nhiệt. Tạo nhiệt ở cái chất mà chúng ta cần tạo, chung quanh nó vẫn mát cũng được. Rồi phương pháp thứ hai là phương pháp chân tóc của dung môi. Trong phương pháp này thì nước được tách ra khỏi dược liệu bằng cách tóc lôi cuốn vào một dung môi chọn lọc. Dung môi này khi đi qua dược liệu ta nó có khả năng kéo theo nước đi theo. Đó. Kết quả là toàn bộ cái nước trong dược liệu ta bị dung môi nó kéo đi mất. Đúng không? Cho nên cái chất còn lại nó sẽ nằm đó, tức là dược liệu còn lại. Từ đó chúng ta tính được cái lượng nước có là phương pháp này thường áp dụng cho mọi loại dược liệu, kể cả dược liệu có chất bay, hơi tinh dầu. Vì dung môi này nó không kéo được tinh dầu xem, chỉ kéo nước thôi. Hiện giờ người ta bán cái dụng cụ đặc biệt, nó gọi là bộ dụng cụ xét nghiệm độ ẩm, và nó dùng phương pháp này. Phương pháp này nói chung đều có thể ứng dụng được cho mọi loại dược liệu khác nhau. Nó có nhược điểm là không phải dễ thực hiện, không phải nơi nào cũng có cái bộ dụng cụ này để chúng ta làm, thế thôi. Chứ còn ưu điểm nó là gần như là rất hay, hả? Nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ rồi gì hết trơn. Rồi chúng ta sẽ làm cái gì? Cái quan trọng là các bạn nắm được những cái nội dung đây và chúng ta hiểu nó. Chứ không phải chúng ta học cho lâu cho nhiều rồi vậy, chúng ta phải hiểu. Cho nên là khi mà buổi này rồi buổi sau mà về các bạn không nắm được thì chúng ta nhớ là chúng ta phải tìm hiểu trước hả, cái nào chúng ta không hiểu chúng ta hỏi. Ta có nhiều khái niệm khó hiểu như vậy. Tuần sau vì tôi bận việc hết cho nên tuần sau ngày mai chúng ta nghỉ các bạn nhé. Tuần sau chúng ta học hành bình thường, nhưng mà riêng buổi chiều tuần chủ nhật tuần sau á chúng ta học hai tiết thôi. Còn hai tiết sau tôi sẽ hướng dẫn cả bên dược trong trung học vẫn lắm các bạn cái nội dung thực tập tốt nghiệp và làm báo cáo thì có hai người.